Tên thật của hắn là Lê Minh Trọng, quốc tịch Úc. Và thực sự có bằng cấp về y khoa, nhưng hắn đã giả mạo một giáo sư triết lê ở Úc. Tôi đoán là để cho khớp với thông tin dự án mà hắn muốn hợp tác với bệnh viện của ông. Nghĩa là có một giáo sư triết lê khác, nhưng không phải là tên Trọng này. Anh ta đã thể hiện rất tốt. Dự án anh ta giới thiệu có số liệu nghiên cứu cụ thể, có tiềm năng, chi phí đầu tư tương đối thấp so với mặt bằng chung. Và anh ta tỏ ra rất giỏi trong lĩnh vực của mình, nên tôi đã đồng ý hợp tác. Vậy ông đã tìm hiểu kỹ về nguồn gốc dự án trước khi đồng ý? Dĩ nhiên là có chứ. Tôi luôn cố gắng làm đúng quy trình. Ông đừng tự trách mình về chuyện đó. Hắn đã lừa ông, và hiện tại đang lừa tất cả chúng ta. Ông đã phát hiện ra và chấm dứt hợp tác với hắn. Đó là khi nào? Sau khi y tá Khê nghỉ việc. Bây giờ ta mới biết là bị giết. Các số liệu nghiên cứu ngày càng hoàn hảo đến mức khó tin. Nên tôi đích thân khám lại cho Huân. Tôi thấy Huân dùng một loại thuốc viên mới màu xanh. Tôi chắc chắn Quyết bây giờ là Trọng. Anh ta cho tôi hay đó là loại thuốc mới có công dụng tốt hơn. Tôi tức giận vì như vậy là vi phạm quy tắc và thỏa thuận. Như vậy tất cả những kết quả đều không có giá trị. Quyết đã năn nỉ và xin tôi nhắm mắt cho qua vì kết quả sắp thành công. Nói rằng sẽ làm lại thủ tục khi mọi thứ đã xong. Và nhất là anh ta đã thật sự gian xin tôi không dừng dự án này lại, vì anh ta phải cứu người thân với phương pháp đó. Nhưng tôi không thể cho qua, vì đó là nguyên tắc của tôi. Chúng tôi đã tạo điều kiện cho Chuyết trình bày lần cuối trước hội đồng để bảo vệ quyền lợi của anh ta, nhưng anh ta không xuất hiện, và từ đó không đến bệnh viện nữa. Hắn có gặp riêng ông hay liên lạc với ông bên ngoài không? Từ dạo đó cho đến nay,
Tôi không có tin tức gì của anh ta. Có phải đây là lần đầu tiên ông liên lạc lại với hắn sau thời gian đó? Tấm hình này chụp khi nào vậy? Vài phút trước khi ông gặp tai nạn xe tháng trước. Tuyết đã liên lạc với tôi trước đó vài ngày. Alo, ông có khỏe không, ông Hồng? Tuyết đây. Ông vẫn còn nhận ra tôi hả? Sao lại không? Anh đang ở đâu? Sao vậy? Ông muốn mời nước tôi sao? Nếu đang ở bệnh viện thì tôi sẽ mời. Chắc có rất nhiều chuyện để kể chứ gì. Đúng là bác sĩ tâm lý. Nhưng mà không, tôi chỉ muốn báo tin cho ông là sắp có chuyện lớn xảy ra cho bệnh nhân của chúng ta. Hưng, cậu Hưng, có chuyện gì hả? Cậu ta chưa từng thực sự kiểm soát được chứng bệnh hoang tưởng của mình. Cậu ta nguy hiểm cho xã hội. Và khi có người bị hại, người ta sẽ nhớ đến ông đó bác sĩ Hồng. Trong hồ sơ, ông là bác sĩ điều trị cậu Hưng. Và cũng chính ông đã ký giấy cho cậu ta ra viện. Anh nói cái gì? Cậu Hưng đang chuẩn bị hại ai sao? Ông không cần phải tin tôi đâu. Chỉ cần theo dõi tin tức thôi là được. Chứ ba, chiều hôm đó, sau khi con ghi và anh Hoàng đến văn phòng tôi hỏi về Quân, tôi đã nghĩ đến Tuyết. Lúc đó tôi mới bắt đầu hiểu là mình đang bị nguy hiểm. Tại sao ông giấu chúng tôi và Tuyết lên? Lúc đó tôi chưa biết anh ta thật sự muốn gì ở tôi, nên tôi đã gọi lại số của Tuyết để hỏi anh ta. Cảnh sát vừa đến gặp tôi, dò hỏi về chuyện của Huân. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ông vẫn còn giữ thói quen đọc báo đầu ngày chứ? Chưa có tin tức gì hay cho ông đọc sao? Anh đang nói chuyện gì vậy? Tôi nhầm. Ông có bao giờ đọc báo trên mạng đâu. Nhưng mà tôi nghĩ ông nên bắt đầu thói quen đó được rồi đó. Hãy tìm từ khóa sống bóng nha. Tôi không có thời gian. Anh muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Vậy thì để tôi kể cho ông nghe. Hôm qua có một phụ nữ vừa bị giết ở sông bóng. Nguyên nhân là bị rút mít máu ở trong. Ông nghe có quen hay không? Anh cho Hưng là thủ phạm sao? Không, thủ phạm chính là tôi. Và hiện tại tôi đang ở trước cổng nhà của ông, đang nhìn thấy cô gái ông dắt cháu đi học về. Nhìn chúng thật là đáng yêu, đúng không? Đừng hại gia đình tôi. Ông đã nói gì với cảnh sát? Tôi chỉ cho họ thông tin về bệnh án của Huân, nhưng mà không có nhắc gì tới tên anh hết. Anh ấy tin tôi. Mày trộm. Còn bây giờ ông hãy về nhà như mọi khi. Tôi muốn gặp ông ở đó. Trốn đi.
Tôi có được xem hình từ camera hành trình trên xe của ông rồi. Tôi biết Quân đã xuất hiện trên đường. Đó là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của ông. Các anh đã tìm được camera rồi? Không. Tên Trọng vẫn còn giữ đó. Cách đây vài hôm, hắn đã dùng những hình ảnh này từ camera đó để bẫy một sĩ quan trong đội của tôi. Không, không phải con Nghi hay là Hoàng đâu. Nhưng mà anh ta không sao. Tên Chuyết. À, tên Trọng này xảo quyệt quá. Việc nhận cảnh bắt cháu gái tôi cũng là để tạo áp lực. Bắt tôi phải khai và làm việc với cảnh sát theo ý của hắn. Tôi vẫn biết là Quân không thể làm được những chuyện như vậy. Để điều khiển ông, bên cạnh việc đe dọa, hắn còn gắn camera trong nhà của ông. Ông có biết không? Sau vụ việc bắt cóc cháu gái tôi, ngay khi tôi xuất viện, đã có người đến chào mời cài đặt camera trong nhà tôi với giá tiền rất thấp. Tôi thấy hợp lý nên đã đồng ý cho gắn ở nhà, chứ không hề biết đó là người có tên Trọng. Ông còn nhớ mặt người đến chào mời việc đó với ông không? Có một thanh niên cũng lịch sự, nhưng mà nói hơi ngang tàng một chút. Tôi tưởng anh ta chỉ là người chào mời bán hàng, nhưng khi lắp máy cũng chỉ có một mình anh ta tới. Nếu như gặp lại, ông sẽ nhận diện ra người đó chứ? Đó, tôi nhận được. Tại sao ông liên lạc với cảnh sát dẫn lời ra đầu thú? Tuần vừa qua là một tuần kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nhận được yêu cầu phải có mặt trong buổi điều trần vì vụ việc trách nhiệm liên quan tới Huân và xác chết trong bệnh viện của tôi. Thêm vào có nhiều thông tin bất lợi cho uy tín của tôi được gửi đến hội đồng bệnh viện, biến buổi điều trần này thành buổi mua bán và chuyển nhượng. Mọi sức ép khiến tôi phải tự bỏ vị trí của mình trong hội đồng và bán hết bản quyền về phương pháp điều trị do tôi nghiên cứu. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, không còn bảo đảm được cuộc sống cho con, cho cháu mình nữa. Cũng từng rồi, tôi nhận được nhiều thư từ và những hình ảnh đe dọa từ tên này. Hình ảnh theo dõi sinh hoạt gia đình tôi, hình ảnh vụ việc bắt cóc cháu gái tôi. Tôi biết tên Trọng định muốn gì. Hắn muốn chơi trò tâm lý với tôi, và hắn muốn làm cho tôi suy sụp tinh thần. Và hắn suýt nữa thành công, nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm. Bức hình chụp cháu gái tôi đang nằm dưới sàn trước đống máu của Huân, hình này không làm cho tôi suy sụp, chỉ làm cho tôi quất ức thêm. Bức hình này hội tụ cả hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, đó là sự nghiệp và gia đình, nhưng ở trạng thái suy sụp tệ hại nhất. Nhìn nó, tôi hiểu được một điều: tôi sẽ không cứu được gia đình hay sự nghiệp của mình. Hắn sẽ không cần hành hạ tôi cho đến khi tôi chết. Vì vậy, tôi đã tìm đến các anh. Vậy đủ chưa em? Thưa bác sĩ, từ khi bắt đầu được nghi phạm là ông Trọng,
bắt liên lạc trở lại. Vậy thì có lần nào ông gặp trực tiếp ông Trọng chưa? Chưa. Tất cả đều qua điện thoại và thư từ. Vậy ông có liên lạc với ông Trọng qua con đường nào khác không? Để có thể xác định danh tính của ông Trọng, ví dụ như là số điện thoại đăng ký hay địa chỉ email. Tất cả những số điện thoại của hắn đều là số lạ. Tôi lưu được một số, nhưng sau đó hắn lại gọi tôi số khác, không liên lạc qua email. Ông Trọng là một công dân của Úc, khả năng cao là sẽ được luật sư của nước ngoài bảo vệ. Cho nên vấn đề của chúng ta bây giờ là phải chứng minh được bác sĩ Hồng đã từng bị Trọng đe dọa, và cũng như những câu chuyện mà ông ta kể, mình không chứng minh được sự thật, thì như vậy ông Trọng vẫn là người vô tội. Hiện tại bây giờ những tin nhắn đều không dò lại được người đăng ký số điện thoại, và cũng như thư tín đều là nặc danh. Bác sĩ Hồng cũng chưa hề trực tiếp gặp ông Trọng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lời khai chống đối lại lời khai. Chúng ta không đủ sức để buộc tội ông Trọng. Anh Thái, vậy có nghĩa là sao? Tôi không thể làm chứng để bỏ tù tên Trọng lại hay sao? Vậy chúng ta có thể làm được gì với những điều đang có ở đây? Chúng ta có điều kiện khởi tố để có thể giữ chân ông Trọng ở lại lãnh thổ Việt Nam lâu hơn. Hy vọng là trong thời gian đó chúng ta sẽ tìm ra được những bằng chứng khả quan hơn để có thể buộc tội ông Trọng. Đành vậy thôi, tôi chỉ không cam tâm. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình bắt tên này phải đền tội. À, dạ. Hoàng có nhờ tôi gửi lại những thứ này cho ông. Cảm ơn anh. Ông chưa mất hết đâu. Rồi, xong rồi đó con. Ba ngoại. Ba. Đến đây thì anh đã làm rất tốt. Cứ tự tin đi theo tiếng gọi, anh sẽ có được tất cả những gì anh muốn có. Đến đây đi. Anh đến đây đi. Đến đây đi. Anh đã làm được những gì yêu cầu. Bác sĩ rất hài lòng với anh. Tất cả mọi người đều rất hài lòng. Giờ bây giờ em là phần thưởng của anh. Anh cứu em. Em là phần thưởng của anh. Hãy tỉnh dậy. Chạy đi. Hãy đưa em đến nơi nào mà chúng ta có thể bên nhau ngoài đi. Vậy đi. Vậy đi. Anh Trí, vậy đi. Đưa em đi đi.
Dạ dạ dạ. Chạy, chạy đi. Dạ ơi, chạy đi. Nhanh lên, chạy đi. Cô Triết dậy rồi. Chạy này. Mấy giờ rồi? Đi đâu? Triết sao vậy? Em cần thú, cho em thú đi. Ta đang mong đợi gì ở đây? Anh nói đây là nghi phạm chính, ý là Trọng sao? Em thấy sao? Dùng mạng xã hội để chọn lọc nạn nhân, ý tưởng này trẻ quá so với tên Trọng. Anh đoán đây là tên còn lại. Khoan, ý là anh chị đang nói là em nói chuyện với một người đàn ông đó hả? Rồi, vậy tên còn lại là tên nào? Nghi phạm chính của vụ sớm bóng đã bị bắt vào sáng hôm qua. Và đó là một người đàn ông tầm 40 tuổi, có tên là Trọng. Nhưng tụi anh biết là có nhiều hơn một nghi phạm trong vụ án này. Tên Trọng có tay sai của mình. Nhưng sau sự cố đêm hôm qua, hắn có thể sai khiến được hơn hai người. Tên Quân ngày hôm qua thực chất chỉ là người bị tên Trọng này thao túng. Trọng có một tên tay sai thật sự làm theo chỉ định của hắn, và tên này làm tất cả mọi việc, có thể là tìm nạn nhân qua Facebook. Có nghĩa là nếu bây giờ em chat mà có người trả lời lại thì đó không phải là tên Trọng, vì hắn vừa bị tóm rồi, có đúng không? Ừ. Vậy tên này có biết là tên kia đã bị bắt rồi không? Ừ. Vậy anh chị không nghĩ là tên này đã cao chạy xa bay rồi hay sao? Nè, hai người có tập trước ở nhà không? Làm gì mà nãy giờ tôi thấy hả? Gật đầu cũng đều, mà lắc đầu cũng đều nữa. Y như là hai con robot được lập trình sẵn vậy đó. Anh chị cứ thần giao cách cảm như kiểu này á, thì em còn sợ hơn là hẹn hò với hung thủ nữa. Thôi đi hai ông bà này. Hai người bị làm sao vậy? Anh để em nói. Tên Trọng không bị bắt, mà hắn cố tình để bị bắt. Có nghĩa là chúng đã có kế hoạch từ trước.
Vì vậy tên còn lại vẫn còn ở đây và làm mọi việc mà hắn được giao. Em vẫn không hiểu gì luôn. Tên Trọng là kẻ sát nhân cô độc, và hắn có một kẻ tay sai. Cả hai cùng giúp nhau giết người, và họ có một kế hoạch. Và trong kế hoạch đó có luôn việc tên Trọng sẽ bị bắt. Em gái em thông minh thiệt. Đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu đã gọi là kế hoạch thì có nghĩa là những việc tên tay sai làm bây giờ là để cứu tên còn lại đúng không? Không. Tên Trọng này cao siêu ở chỗ hắn có thể tự cứu mình. Nghĩa là sao? Hai đứa mình cũng có thần giao cắt cảm nữa. Nghĩa là chúng ta không có bằng chứng nào để xác minh hắn là hung thủ. Không DNA, không dấu vân tay, không có nhân chứng. Cộng với việc hắn là cư dân Úc, đại sứ quán Úc sẽ vào cuộc và bảo lãnh cho hắn. Chỉ còn vài giờ nữa thôi. Không thể nào. Vậy nên chúng ta phải tìm cách bắt cho được tên tay sai. Khi đó ta sẽ có đòn bẩy để bẻ gãy bọn chúng. Bắt chúng, tố cáo nhau để trốn tội. Mình phải ra khỏi đây. Em thế nào? Tên này là đàn ông đúng không? Vậy thì em phải thay đổi chiến thuật thôi. Hèn gì bữa giờ thả hoài không dính. Bây giờ biết ra nó là đàn ông rồi thì em sẽ cho nó biết tay. Nè, tôi biết là cô giỏi cưa trai rồi, nhưng mà nên nhớ đây là một đối tượng tội phạm có trí tuệ và mục đích hoàn toàn khác với đối tượng trẻ trâu của cô đó. Ê, tôi không có trẻ trâu đâu nha. Sức. Đàn ông ai chẳng giống nhau. Gì vậy? Tự nhiên quơ đủ cả nắm. Giống nhau là sao? Hay nghĩ người như anh Tùng, anh Luân hay là sếp Thái thì không giống như là những đứa trẻ trâu mà Út quen đâu. Nè nè, không có đâu. Hồi nãy tôi nói giỡn á, chứ tôi trẻ trâu lắm. Không tin á, quen tôi thử đi. Chúng ta cần so sánh ba nạn nhân trong nhóm mà tên Trọng đã chọn. Đầu tiên là nạn nhân Hà, khoảng 30 tuổi, chưa chồng con, nhan sắc ở mức trung bình. Tiếp đến là Thùy và Linh, có điều kiện kinh tế hơn, biết chăm sóc bản thân hơn. Và đặc biệt là hai đối tượng này đều đã có con. Có con. Nếu nói vậy á, là thằng cha này cái gu hơi mặn, thích mấy người mẹ đơn thân. Ủa, nếu vậy em đâu phải là gu của hắn đâu. Ủa, vậy còn chị Hà Thiện sao? Hắn chọn Hà bởi vì nhà của Hà ở trong sớp bóng. Đây là nơi xảy ra án mạng đầu tiên, với lại nằm trong quản lý của đội K13. Ok, vậy chúng ta phải trang bị thêm gì cho Bích Ngọc nào? Một đứa con. Anh bình tĩnh đi. Có những tổn thương nặng trên người anh. Anh bị thương gì? Có tổn thương gì không?
nó anh nghe nè, nó bắt bạn gái tôi đi rồi. Bình tĩnh anh, chuyện nó bắt bạn gái tôi đi rồi. Được rồi, được rồi, anh bình tĩnh lại đi. Nó bắt bạn gái tôi đi rồi, anh bình tĩnh đi. Anh bình tĩnh lại đi, có ai bắt ai đi đâu, chúng ta sẽ trực CT cho anh để kiểm tra xem anh có bị xuất huyết nội không. Cho tôi đi cứu bạn gái tôi đi, cứu bạn gái tôi đi. Thằng Trí nó nằm hôm nay nè, nó bị khùng đó. Tôi biết rồi, anh bình tĩnh đi. Dạ, cho tôi đi đi. Nó đẹp quá. Hai bạn thường tìm nó. Bỏ đường cho ông quan. Trời nó đẹp lắm. Mình đi lên trên. Nhanh lên đi. Xuống bà gái nó lẹ đi. Mình sẵn sàng nó bị tận thật. Mình tỉnh đi. Có gì để từ từ rồi tính sau. Bây giờ anh để chúng tôi khám cho anh đã. Mình tỉnh nè. Anh làm gì vậy? Nè, mọi người xuống nè. Anh nghe đi. Bỏ kiếm xuống đi. Bỏ kiếm xuống. Bỏ kiếm xuống. Nhìn kìa. Hai người đó nhìn xem sao ha. Tiếp tục đi anh Trí. Ở trên nó đẹp lắm. Mọi người đang chờ. Phiền mọi người chịu khó chờ tôi vài phút. Tôi không thể đi mà không có bạn gái của tôi. Dĩ nhiên rồi, mọi người cũng đang chờ tôi. Sẽ nhanh hơn nếu anh giúp đỡ tôi đưa cô ấy lên cầu thang. Tiếc là anh phải tự làm điều đó, vì đó là thử thách của anh và cả cho cô ấy. Thử thách hả? Còn cả mấy test nữa sao? Anh đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn. Tự nhiên dạ. Chạy vào cho ta.
Cho dù được đại sứ quán bảo lãnh, hắn vẫn bị giam lỏng tại nhà và không được rời khỏi lãnh thổ Việt Nam trong thời gian khởi tố. Em đang còn sống thì hắn chưa đi đâu hết. Khi biết có bác sĩ Hồng đứng ra làm chứng, Trọng không tỏ ra lo lắng gì nhiều. Em đoán coi, tiếp theo hắn đang toan tính điều gì? Nếu là em sẽ nhờ người gây ra một vụ án mới bên ngoài. Vì đây là một cơ hội để tạo ra một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Đó là kế hoạch đầu thú của hắn. Nhưng giả sử chúng ta không nhờ bác sĩ Hồng giả chết thì sao? Hắn vẫn sẽ giết bác sĩ Hồng và ra đầu thú với công an. Giả sử hắn có được bằng chứng ngoại phạm và thoát tội, hắn sẽ dừng việc giết chóc hay là sẽ tiếp tục gây án? Hắn phải giết được em trước đã. Hắn đã ở trong bóng tối 3-4 năm nay để nghiên cứu chúng ta. Đây là một dự án để đời của hắn. Hắn sẽ không dừng lại đâu. Em là hồi kết, hắn sẽ còn phải giết em nữa. Cho tao biết hồi kết trước, như vậy sẽ làm hắn khó tiếp cận em hơn thôi. Hắn sẽ không tìm em mà ép em phải nộp mình cho hắn. Quang, em không được làm như vậy. Em có sao không? Em lại bị ảo giác nữa hả? Không, em không biết nữa. Giống như là một lời cảnh báo, bảo vệ những người phụ nữ xung quanh đêm. Alo, Thái nghe. Dạ, tôi gọi từ bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo.